Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện lễ xin chào tất cả quý vị đang xem trên kênh YouTube của Thiện lễ. Quý vị Phật tử gần xa, tất cả quý cô bác cộng đồng. Thiện lễ xem đi xem lại một cái video mà của một cái vị thầy mà mình thấy bức xúc, cho nên thiền lễ rất là đắn đo nhiều ngày. Đúng ra thiền lễ cũng là một cái người tu, thiền lễ không nên nói những vấn đề này, nhưng vì bức xúc chung của bà con cô bác, cho nên thiền lễ phải nói mới được. Thì có một cái vị thầy mà thiện lễ coi đi coi lại ở trên mạng, thì thấy vị thầy này nói nghèo của chúng sanh là cái nghiệp, là chùa thì không có cái bổn phận để cứu giúp người nghèo. A Di Đà Phật. Thầy nói câu nói xong mà nghe con cũng là người tu, nhưng mà con nghe con còn bức xúc. Đừng nói chi tất cả những quý vị Phật tử, bà con cô bác gần xa mà không bức xúc. Đây, câu nói của thầy. Quý vị nghe Cho nè. nên chùa đâu có Quý vị nghe. phải cứu giúp cho người nghèo không có. Cho nên chùa đâu có bổn phận là phải rồi cứu giúp cho người nghèo không có. Xin thưa các vị, cái nghèo đó là cái nghiệp của chúng sanh. Một số người đó thì bảo rằng tại sao xây cái chùa chỉ cho bự vậy, ngài không đi từ thiện xã hội cứu giúp cho người nghèo, vậy thì thực tế hơn. Và cái bổn phận mà giúp cho người nghèo là bổn phận của ai? Là bổn phận của công ích xã hội nhà nước, chứ đâu phải là cái chuyện mà quy kết cho chùa. Chùa ta làm cái chuyện là cái chỗ là để sinh hoạt tôn giáo mà, tự nhiên không giờ quy kết cái chuyện cho chùa với cái chuyện của người nghèo, nó trớt quá. Các vị thấy chỗ này chứ. Đâu quý vị nghe không? Mô Phật. Khi con nói thầy, con hy vọng cái video này đến tay thầy hả thầy, và tất cả những vị mà con giống như thầy á thì nên nghe cho kỹ. Mô Phật, A Di Đà Phật. Thầy nói nghèo của chúng sanh là cái nghiệp. Chúng sanh tuy rằng họ nghèo, nghiệp đâu thì con không biết nghe thầy, nhưng hàng ngày những vị đó đó họ lặn lội, họ đi bắt từng con cá con tép, hay là hái từng cọng rau, hay là họ đi làm hồ làm thuê làm mướn để có tiền để họ đi vô họ cúng cho thầy, vô chùa họ cúng để cho thầy có bát cơm thầy ăn hàng ngày ở trong chùa đó thầy. Rồi đặng có tiền đặng thầy xây chùa chùa to đó, chùa thầy phải có máy lạnh, giường thầy nằm phải giường cao cấp, có tiền để thầy mua xe du lịch để thầy đi tránh nắng tránh mưa, điện thoại thầy xài điện thoại hiệu. Sao thầy không nói mà thầy không suy nghĩ lại vậy thầy? Không có chúng sanh, không có bá tánh là thầy sống bằng gì? Thầy là người tu thì làm gì có tiền mà để thầy ăn mặc đẹp như vậy? Làm gì mà để thầy có tiền để thầy sắm xe du lịch để thầy đi? Tiền ở đâu mà để thầy có điện thoại hiệu thầy xài? Tiền ở đâu mà để xây chùa to cho thầy ở? Mô Phật, con nói thật với thầy, con là cũng là cái người tu, nhưng mà con nghe thầy những cái câu nói của thầy, rồi thêm một cái ông thầy nữa trong cái họp hội gì của hội Phật giáo đó thầy, mà nói để hiến kế để dụ dụ Phật tử, dụ chúng sanh để lấy tiền. Mà quý thầy là toàn là hòa thượng thượng tọa rồi chủ trì đại đức, mà quý thầy nói như vậy đó thì hỏi làm sao mà bà con Phật tử người ta không bức xúc.
Rồi quý thầy bị bà con Phật tử quay lưng thì quý thầy lại chỉ trách thầy Thích Minh Tuệ. Đây, vấn đề này con nghe cũng nhiều ngày. Con theo dõi trên kênh YouTube và các Facebook. Con thấy A Di Đà Phật. Con xin sám hối trước tất cả. Nếu như thí dụ con nói sai, con nhìn nhận sai, con xin sám hối trước chư Phật, chư Pháp và chư Tăng. Nhưng con rất là bức xúc khi con nghe, con cũng là cái người tu, nhưng mà đúng ra là những cái vấn đề này con không nên nói. Nhưng vì có bức xúc quá, bức xúc của bà con, bức xúc của Phật tử, con phải nói lên để cho quý thầy tỉnh lại. Mô Phật, thầy, một vị thầy thì dùng kế sách để sao để lấy tiền Phật tử, một cúng cúng dường thì người ta có cái tấm lòng, người ta cúng cho mình bao nhiêu thì mình nhận bao nhiêu. Giờ hôm nay anh này hứa cúng 50 triệu đi, nhưng mà ngày mai người ta làm ăn thất bại rồi, trong gia đình người ta chỉ còn có 100 ngàn để người gia đình người ta duy trì để người ta sống, thí dụ như vậy. Giờ người ta vì cái lời hứa, người ta lại người ta cúng cho mình 5 ngàn, cái đó cũng là cái tấm lòng quý báu của người ta. Rồi quý thầy cũng lên trên mạng là nói hứa cúng 50 triệu, giờ cúng 5 triệu, cúng tượng trưng. Trời đất ơi. Còn ông thầy thì nói là nghèo của chúng sanh là cái nghiệp, chùa không có bổn phận để lo. Thầy ơi, dù thầy không có lo đi thầy, thì thầy cũng đừng nên buông lời mà nói những cái câu nói đó thầy. Cái câu nói của thầy, một cái người người ta bình thường đi chăng nữa, người ta cũng không có nói nữa. Tại vì khi nói câu nói đó ra, nó nghe nó thất đức. Mà thầy là một cái vị thầy chân chính, mặc áo vàng, được học hành đầy đủ, một vị trụ trì, mà thầy nói một câu nói không còn cái người tu là tu, thầy tu để làm cái gì? Con nói thầy nên tỉnh lại, nếu không có bá tánh chúng sanh thầy không có gì thầy ăn đâu. Thầy tu hành mà thầy làm cái gì mà có tiền để thầy sống hàng ngày? Rồi nếu bá tánh chúng sanh mà nói ngược lại là thầy tu cũng là cái nghiệp. Rồi thầy tự thầy kiếm thầy ăn chứ mắc mớ gì mà phải bá tánh chúng sanh đem vô cúng dường cho thầy. Nếu mà không có Phật tử, không có bá tánh chúng sanh, thầy lấy cái gì thầy ăn? Mấy thầy nói con là người tu mà nghe còn không lọt cái lỗ tai. Rồi lấy cái gì mà Phật tử người ta mà không không bất mãn quay lưng với chùa? Con nói cho thật với thầy á, con thấy mấy thầy bây giờ đa số, bởi vậy những vị tu hành sau này người ta có vô chùa một thời gian người ta cũng bỏ đi, những người mà tu chân chính người ta cũng bỏ đi lần sau. Thì cũng có một số quý thầy giống như vậy đó. Thầy bà gì mà ăn nói như vậy thì thầy sao là thầy hả thầy? Nói chuyện thất đức bất nhân, mà trong khi Phật tử người ta quần quật để vừa lo cuộc sống, vừa kiếm chén cơm, vừa phải nuôi quý thêm mấy thầy nữa, mà mấy thầy ăn chén cơm của cái người dân, của cái người bá tánh chúng sanh, mà mấy thầy đi nói là họ là nghèo là cái nghiệp. Thầy, mấy thầy nói như vậy đó nghe có đau lòng không? Nếu ai cũng giống như quý thầy như vậy đó thì sao đây? Con nói con xin sám hối trước Phật, là không phải là thầy, vị thầy nào cũng vậy. Có một số thầy như vậy, bởi cho nên cái hội Phật giáo của Việt Nam chúng ta bây giờ nó mới chìm đắm chứ thật sự. Rồi với quý thầy như vậy đó, rồi cái ông thầy này nè, tu hành mà sân si, thầy Minh Tệ làm cái gì đâu mà quay qua nói thầy Minh Tệ. Cái ông này nè, đây 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 quý vị coi nha,
ông Di Đà, ông Quan Âm, ông gì đó, ba ông tôi đập á, họ không dám đập tôi đập, vì nó không có thờ tầm bậy, thờ cái gì cho nó có chánh kiến, cho nó đúng rồi nè. Cái người đó họ sợ, có đâu bắt sợ, dù có cũng không bắt mình được, chết thì cũng không có đâu bắt. Mà cái này không có, đúng không? Đã có người ta tự đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, còn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Địa Tạng là những Phật. Thầy ba, thầy chủ trì chùa mà đòi đập tượng Quan Âm, đập Đức Phật A Di Đà, mà thầy này là có trong giáo hội à? Quý thầy nghĩ coi như vậy đó còn cái gì để nói không? Cái lòng từ bi thầy mới mà không, thầy là chủ trì chùa mà cái lòng từ bi không có, rồi tu hành mà dẫn dắt chúng sanh ở cái bản chất của thầy không mà không có vô đạo đức, không có cái miếng nào đạo đức hết, tu hành mà đập tượng Quan Âm, đập tượng A Di Đà quý thầy thấy như vậy đó rồi còn cái gì? Rồi thầy Minh Tệ, thầy Minh Tệ có làm gì quý thầy không? Đây cái ông thầy Minh Tệ là đó, là ở đây 5-6 tháng ở đây, ông sống không làm chủ được cái ăn ngủ độc cư của ông, cho nên ông mới nói một câu là ông nói ông thư là cái ăn ngủ độc cư của trưởng lão không phù hợp với ông, sao ông nói cũng thư liên thiên làm như thế này kia, ông thấy không được hay gì không phù hợp, cho nên ông sống chịu đâu có nổi cái hành độc cư ở đây, ông trông chịu nổi với cái ngủ không chịu nổi, cho gác quá không chịu nổi. Rồi ông đi, bây giờ ông đi ra ông lấy cái đạo cũng khôn thì ông mượn y áo, ông mượn y áo của Phật, ông làm giống như Phật vậy, cái bắt đầu đi tới đầu làng xóm trên xóm dưới, ông đi và vừa có cơm ăn ngon mà vừa có người chinh phục ổng, vừa có người cho ổng phần sống, mà tới cái ngủ cái động cơ chịu không nào, khôn thiệt là rất là khôn, tạo bằng 10 bằng 100 đầu của mấy ông sư thầy đại thừa. Đây là của loại là Bà Đề Đạt Đa của cái thời mà Đức Phật còn lại đến phá trưởng lão, khi mà trưởng lão dựng ra lại chánh pháp tu chính đạo, dựng ra lại chánh pháp đó, trưởng lão chính không chính không mạng, nó trường lão chứ không chứ không đẹp, tôi quý vị thấy đọc phá tấn tượng luôn, cái ông này tính ra là ông phá chánh pháp từ thời Đức Phật mà quay giờ tới bây giờ 2700 năm, trưởng lão tu chính đạo như Phật dựng lên hình đạo đức, ngày mà ông phá luôn Phật, phá luôn trưởng lão, mà trái lại trùng trong đông sư tử, cả mà áo của tao là người, cả phá đạo của tao là người, mà áo của tao là chính, ông mượn y áo của Phật, ông làm giống như Phật vậy mà ông phá tấn tượng. Tại sao ông phá chỗ này, ông mặc y áo đi mô Phật. Thầy nói thầy thích Minh Tệ á, làm như vậy á là thầy thích Minh Tệ được cơm ngon áo ấm, sao thầy không làm, thầy sao thầy không làm như thầy Minh Tệ ăn một ngày một bữa đó. Thầy Minh Tệ phải đi khất thực hàng ngày đó, để một ngày thầy chỉ ăn có một bữa cơm thôi đó, thì sao thầy không đi làm như vậy để được ăn ngon? Xin con xin lỗi thầy nha, con nhìn cái mặt của thầy đó là thầy đi chắc cỡ được 1 tiếng đồng hồ à. A Di Đà Phật, ai phá chánh pháp? Thầy nhìn kỹ lại đi, thầy Minh Tệ con chưa thấy làm cái gì sai đó. Còn thầy á là con thấy thầy rõ ràng thầy không có còn cái gì mà để nói hết. Thầy nói thầy Minh Tệ á lừa dối bá tánh. Thầy xin lỗi thầy, thầy Minh Tệ lừa dối cái gì? Đâu thầy nói cho con nghe coi thầy Minh Tệ lừa dối cái gì. Thầy mà thầy nói thầy Minh Tệ không, thầy Minh Tệ không chịu nổi là cái cách sống độc cư. Hiện tại thầy Minh Tệ là ăn một ngày một bữa nè. Không nhận thêm cái đồ ăn thôi. Không nhận thêm cái đồ ăn để thừa thải. Nước uống mà thầy cũng nhận chỉ đủ uống trong ngày đó. Cơm thì ăn chỉ nhận chỉ buổi sáng rồi buổi chiều là không nhận nữa. Thầy có làm được như thầy Minh Tệ không? Thầy Minh Tệ có nhận tiền nhận bạc của ai không? Con thấy là chưa có, nhưng mà mấy thầy là thầy nào cũng nhiều lắm đó. Ở đây có một vị thầy ở đây con cũng thấy nữa nè. Ở chỗ con cũng có một ngôi chùa là cũng vậy đó. Mấy thầy chuyện mấy thầy làm thầy Minh Tệ á, là không thừa nhận là thầy.
Thầy Minh Tệ không phải đã thầy Minh Tệ nói rất là nhiều lần, thầy Minh Tệ không phải là thầy, không phải là sư, không có nhận tiền nhận bạc của ai hết. Một ngày thầy chỉ đi khất thực, chỉ xin được một bữa cơm vậy thôi, là chỉ thầy đi tu, thầy ở trong gốc cây, ở nghĩa địa, ở nhà hoang, ở trong núi trong rừng gì đó, thầy không làm cái gì mà mít lòng ai hết. Cho nên thầy Minh Tuệ mới được lòng của Phật tử bá tánh chúng sanh người ta yêu quý. Rồi mấy thầy là người tu mà mấy thầy ganh tị, mấy thầy thấy thầy Minh Tuệ mà mấy thầy không biết sửa đi cái sai cái trái của mình, mà mấy thầy cứ càng tạo càng nhiều cái nghiệp. Bây giờ thầy Minh Tuệ làm mà mấy thầy lòi ra hết rồi, người con đâu có ăn uống gì được nữa đâu, mà đâu có dụ dỗ, đâu có hiến kế được nữa, đâu có nói chúng sanh nghèo là cái nghiệp nữa đó. Mà mấy thầy đâu có ăn được, cho nên là mấy thầy phải tìm cách để làm như thế nào để nói cái thầy mà thầy Minh Tệ để quật thầy Minh Tệ đi, chứ thầy Minh Tệ đâu có làm gì ai đâu. Rồi mấy thầy nói là thầy Minh Tệ phá chánh pháp, con đâu thấy thầy Minh Tệ phá chánh pháp gì đâu. Thầy Minh Tệ đi đến đâu cũng là khuyên cái người dân á, là gắn giữ năm giới đó. Mà con nghĩ là con cũng là người tu, mà con nghĩ là thầy Minh Tệ những câu nói làm con cũng tỉnh nè, con cũng tỉnh ngộ rồi đó, giờ con cũng sống trong u mê rồi. Cũng có một số thầy đó, cũng có một số thầy giống như mấy thầy vậy nè. Quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo phải có một vị thầy. Con xin lỗi, hôm nay là con thấy là thấy rõ ràng rồi. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng à, như thầy Minh Tuệ nói là đúng. Tại sao hồi đó giờ lại Đức Phật nói là mình con nghe rồi bây giờ con mới nhớ chực lại. Thầy Minh Tuệ trước khi thầy Đức Phật trước khi mà mất cái câu nói này của thầy Minh Tuệ nói là con mới nhớ chực lại. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn có nói lại với A Nan. Đó. Mấy câu nói mà Đức Phật đã nói với A Nan, lấy giới làm sao? Làm thầy. Mấy thầy đã làm quá nhiều cái việc xấu. Con chính bản thân con cũng là người tu mà con thấy nhiều cái trường hợp là thấy, đừng có nói chi tới Phật tử. Những cái người giàu có người ta đem tiền vô chùa thì mấy thầy nói chung là mấy thầy tiếp đón niềm nở. Còn mà cái người nghèo họ cơ nhỡ họ có cái tấm lòng á, họ cầm bó nhang hay là hoặc họ cầm cái nhánh bông gì đó họ vô họ cúng Phật thì mấy thầy lảng đi chỗ khác, xem thường khinh khi. Mà trong khi có những cái người đó đó họ tần tảo cho cái người giàu có, họ mới có cái tiền đem lên cho quý thầy cúng cho mấy quý thầy. Cái người giàu họ kinh doanh, họ nhờ những cái người đó đó nghèo khổ lầm lụng vất vả đó, đó. Họ mới dư giả cái tài sản đó, mấy mấy quý thầy mới gạt được cái người đó, gạt lần đem vô cúng dường. Cúng dường là mấy thầy sắm xe hơi, sắm điện thoại xịn. Rồi mấy thầy trả lại chê trách cái người nghèo là nghèo là cái nghiệp, nghèo là cái nghiệp. Còn cái người giàu có mà người ta có cái tâm đó thì bị mấy thầy gạt, mấy thầy dùng cách thức hiến kế để mấy thầy gạt, gạt để lấy tiền chúng sanh. Hôm rày con coi trên cộng đồng mạng thấy những một số anh em YouTube TikToker và người ta khơi lại cái lời nói của thầy Thích Tâm Phúc đó. Là con thấy rõ ràng là cái lời nói thầy Thích Tâm Phúc đó. 10 cái video thì nó hết 8 cái video là lời nói của thầy Thích Tâm Phúc là nói là đúng 90%. Nhưng mà thầy Thích Tâm Phúc đó thì cái lời nói của thầy thì hơi có cứng rắn một chút, hơi thô bạo một chút. Nhưng mà thầy Thích Tâm Phúc à,
vạch ra những cái mà chiêu trò của mấy thầy. Trước Phật tử người ta không có hiểu, cho nên người ta bị thấy thầy Thích Tâm Phúc nói vậy người ta bức xúc, tại vì cái người Phật tử mà nghe, khi nghe tưởng là thầy Thích Tâm Phúc phỉ báng Phật giáo, nhưng mà thật sự những lời thầy Thích Tâm Phúc nói đều là có lý. Con nghe nhiều thầy, con không có nói tên, nhưng con bức xúc, con xem nhiều cái video. Rồi chính bản thân con là cái người tu hành mà con từng đến chùa chiền này chùa chiền kia, nhưng con cũng gặp nhiều cái trường hợp những vị thầy mà con từng gặp, nhưng mà không phải hết. Cái này là con nói, con trước khi con nói con có đã sám hối với trước Phật và trước Pháp trước Tăng. 10 thầy, 10 cái vị thầy á, thì trong đó hết 6 thầy vậy rồi, còn lại 4 vị thầy tu chân chính, tuy rằng ở trong chùa chiền nhưng mà họ cái lòng thương người và họ sống từ bi. Còn 6 vị thầy kia là sống trong cái hiến kế, tìm cách để moi tiền của bá tánh chúng sanh, rồi khinh bỉ cái người nghèo. Quý thầy nói như vậy đó, rồi thì con nói thật, không còn gì để nói hết. Con không biết làm sao mà quý thầy được ăn học lên có chức vụ tu tập mười mấy, hai chục năm, hai ba chục năm mà quý thầy buông lời nói như vậy, con không hiểu. Con nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy mà con, chính con là người tu, con cũng bức xúc. Mình là một vị trụ trì chùa, một vị đại đức, một vị thượng tọa, mà mình nói chuyện mà cái người Phật tử của mình, mà con cái người đệ tử của mình nghe mà còn bức xúc, thì đừng nói chi bá tánh chúng sanh. Ở đây, ở chỗ của con cũng có một số chùa, nhưng không phải là mình nói hết, cũng có một chùa, hai chùa thì cũng giống như quý thầy vậy. Có số vị trụ trì nói chuyện rồi, nói rồi xong là nói chuyện A Di Đà Phật, nói thì con không biết nói làm sao luôn. Mình là trụ trì chùa, là một vị đại đức, cái lời nói mình mà không có giá trị, cái lòng từ bi mình không có. Chủ trì chùa mà tối ngày chỉ biết làm sao để moi tiền chúng sanh, moi tiền bá tánh, phải bóp cổ mọi người để lấy tiền để đem về thôi. Rồi cái người nghèo thì nghèo là cái nghiệp. Con nói con cho con một cái chùa mà con từng từng ở. Gạo á, người bà con á đem đến cúng trong gần tháng 7 hay là tháng 8, tháng Giêng, tháng 2 gì đó, cúng ở chùa dựa kho gạo vậy. Nhưng mà khi á, khi gạo đó đó dựa nhiều thì Phật tử có số cô bác anh chị ở xa, rồi có con số mà mạnh thường quân người ta giàu có đó, người ta cúng một lần là 5-7 tấn hay 10 tấn gì đó, mà một cái gầm như là cũng rất là nhiều, cho nên cái gạo đó tăng chúng ở trong chùa ăn không có hết. Thì qua cái gầm đó đó thì có rất là nhiều cái người nghèo họ đến họ xin. Rồi ở dần lân cận chùa cũng có một số bà con Phật tử nghèo, nghèo người ta xin nhưng mà trong chùa không cho. Thà là để cái gạo đó là để móc, móc rồi bỏ, bán cho ta làm bún làm gì đó cho nó rẻ. Chứ không cho. Mà mình không suy nghĩ lại là cái gạo này ở đâu có. Từng những cái người nghèo đó đó, họ lao động chân chính. Cái người giàu có họ thuê mướn họ làm ra cây lúa, cây gì đó, hột gạo, hột lúa. Cái người nghèo góp công sức đó rất là nhiều. Họ nghèo thì họ đi làm thuê làm mướn cho cái người giàu đó.
dặm lúa, xạ lúa, xịt thuốc, dục phân gì đó, nhiều ngày, nhiều tháng gì đó mới được cái hạt gạo đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh họ nghèo thôi, họ không may mắn, không có được, dù không có được giàu có như mọi người khác. Thì cái người giàu này nè, cái người có tiền này nè, thuê mướn họ, họ làm. Rồi xong cái người giàu này, người ta giàu có thì giờ tới gầm tới lễ, người ta có cái tâm từ bi, người ta cúng dường. Nhưng người ta cúng cái số lượng lớn thì giờ chùa chiền mình biết làm sao. Bây giờ mình ăn không hết mà mình không đem đi cho, rồi để đó móc meo. Thiện lễ từng thấy, thiện lễ cũng ở cũng rất là nhiều cái chùa, chứ không phải là một cái hai cái chùa. Mà không phải trong mấy cái chùa đó là hết vậy, không phải. Trong bốn cái chùa thì có một cái hai cái vậy đó. Ăn tiền thì của bá tánh chúng sanh, rồi quay lại nói chúng sanh nghèo là cái nghiệp. Còn muốn lấy tiền chúng sanh bá tánh thì phải gom lại họp hội đặng hiến kế. Còn thầy Minh Tệ tu hành chân chính, một ngày ăn có một bữa cơm, đi khất thực, không có ở chùa chiền, ở gốc cây, ở hang đá, ở ngoài rừng, ngoài gú, ở nhà quan, thì nói thầy Minh Tệ đủ thứ. Tự mấy thầy dạch cái lưng mấy thầy ra để cho người ta, người khác họ thấy, chứ đâu có ai làm gì mấy thầy đâu. Đổi lại quý thầy, những cái thầy mà như vậy đó, với thầy Minh Tệ đó, thì hỏi kỹ lại ai là ma dương, ai là cái người tu. Rất là nhiều thầy mà lên mạng phát biểu mà giảng giải pháp, con nghe, con ngồi con nghe, mà con nghe nó con là bức xúc. Nhưng mà con hồi đó giờ con không bao giờ mà con lên video con nói. Nhưng mà thấy bức xúc ngày càng nhiều. Rồi nếu như mình thấy mình cũng là một cái người tu, nhưng mà mình nghe không có lọt cái lỗ tai, thì từ từ mấy thầy làm ảnh hưởng hết tất cả những người, người ta tu hành chân chính ở trong chùa ông chuyện cũng bị mấy thầy làm. Rồi bây giờ người ta, Phật tử ta quay lưng, ta đâu có, bây giờ như Việt Nam mình bao nhiêu ngàn cái chùa, mà chỉ có bao nhiêu cái chùa là làm như vậy, thì Phật tử người ta thấy rõ ràng rồi đó. Thì hỏi sao không quay lưng. Nhưng mà tội nghiệp những cái chùa mà người ta, những vị thầy mà người ta tu hành chân chính, những cái chùa chiền mà người ta làm được nhiều việc thiện nguyện xã hội, giúp ích cho bà con, giúp ích cho đất nước, thì tội nghiệp những chùa đó. Thì cái người Phật tử ta lúc nào trong lòng người ta cũng hoang mang là sao. Thì rõ ràng bao nhiêu cái kinh mà mấy thầy đưa lên đó, thì người ta thấy, thì trong lòng ta nghĩ chắc cái chùa nào nó cũng vậy. Mấy thầy nói như vậy đó, làm ảnh hưởng những cái chùa khác. Những cái chùa khác người ta mà người ta thật lòng, người ta tu hành, người ta sống bằng cái tâm từ bi, người ta giúp ích cho bà con, làm nhiều việc thiện nguyện của xã hội, giúp ích cho đồng bào, giúp ích cho Phật tử. Nhưng mà bị thầy làm, quý thầy làm làm bậc Phật, các vị Phật tử gần xa người ta hiểu là như vậy hết. Ta nghĩ là âu cái chùa này vậy, chắc cái chùa kia cũng vậy. Người ta quay lưng là tại là do quý thầy mà tội nghiệp ảnh hưởng những cái chùa người ta tu hành chân chính. Nếu như không có thầy Minh Tệ mà xuất hiện đó, thì con nói với quý thầy á, 1-2 năm nữa cái chùa không ai vô đó. Là tại vì mấy thầy lố lăng quá. Mấy thầy làm nhiều cái việc mà không đúng với xã hội, thì ai còn dám vô trong cái chùa làm gì nữa. Chính bản thân con là cái người tu mà con thấy con còn bất mãn. Con cũng là cái người tu. Một số chùa chuyện gần chỗ con đây thôi, con không nói gì đâu xa xôi. Thầy chủ trì chùa
mà thấy chiếc xe du lịch chạy vô trong trên xe du lịch đó có hai ba cô chủ công ty hay là giám đốc công ty hay hoặc cái gì đó doanh nghiệp gì đó, thì thầy chủ trì chạy ra tới cửa đón, tới cổng đón. Còn bà con Phật tử mà nghèo xách bó bông hay với cầm vài cái nén hương gì đó, hay là hoặc cặp một bọc trái cây nhỏ nhỏ gì đó là con chưa thấy quý thầy đuổi chứ, mà cái thái độ quý thầy nhìn thấy, tại con ở cũng ở trong chùa trước, có vợ con ở trong chùa con nhìn thấy cái vấn đề đó mà. Tại vì bà con đó, cái cô bác đó họ nghèo, họ đâu có tiền đâu nhiều đâu, mà họ có cúng thì họ bỏ thùng tam bảo cũng 5.000 hoặc 10.000 gì đó, 2.000 3.000 gì đó, thì bỏ thùng tam bảo 2 3.000 thì mấy thầy cũng nói là cái nghiệp, bỏ cái tiền ít là mất đức. Mấy thầy đủ trò chứ, nói đủ thứ chuyện hết, con không hiểu luôn. Tu hành thầy tu, thầy chủ trì chùa tu hành, mà cái chuyện gì làm không phải. Hôm trước là con còn coi một cái ngôi chùa ở trên Long An, một cái kênh YouTube quay hai cái anh kia đi vô kiếm cái người con của cái ông chủ trì chùa này, là trước khi ông này ông đi tu là ông có vợ con đàng hoàng, rồi con ông lớn hẹn hò gì đó vô trong cái chùa đó với hai anh này. Vô ông đó ông cầm cây ông chửi ông đụ má đụ mẹ, cầm len cầm cuốc chào ra quýnh hai anh kia ở Long An. Thầy chủ trì chùa, mấy thầy làm như vậy không à? Mấy thầy hỏi bây giờ, như hỏi như mấy thầy làm so lại với mấy thầy với ông thầy Thích Tâm Phúc ai tốt hơn, ai giảng pháp giảng đạo đúng hơn thầy Thích Tâm Phúc? Ai cũng nói thầy Phúc là khùng điên ba trợn ba cháo ăn thịt ăn cá gì đó, nhưng mà theo nghĩ kỹ lại những cái lời nói thầy Phúc là thầy Phúc dám nói dám làm, nói thật. Còn mấy thầy ấy, nói một đường lạm nẻo, nói một đường lạm nẻo á. Con hy vọng con nói thì một số thầy đó thì con đã nói rồi, còn một số thầy mà còn chưa bị lộ ra đó, thì con hy vọng con xin sám hối trước trước Phật, trước Pháp, trước Tăng nha, và những cái thầy mà chưa có bị lộ ra đó, con hy vọng quý thầy hãy tịnh tâm lại, tinh tấn tu hành. Giống như thầy Thích Minh Tuệ để có con đường mà an lạc, chứ không bị như mà những thầy mà đã lên video, để người Phật tử, trong lòng người Phật tử họ vẫn còn có những quý thầy tu chân chính để họ nương tựa. Con chỉ nói bằng cái thật cái tấm lòng con, chứ con không có nói một cái gì. Con xin bà con cô bác và tất cả quý Phật tử gần xa khi xem video của con, xin nếu con có nói cái gì mà, tại vì con nói bằng thật tâm, nếu con có nói gì sai xin niệm tình tha thứ, con xin sám hối trước những lời mà con nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chào toàn thể cô bác anh chị. Trước khi kết thúc video, con xin kính chúc bà con cô bác Phật tử, quý vị Phật tử gần xa trên mọi miền đất nước luôn luôn hưởng được hạnh phúc, gia đình yên ấm, vạn sự an lành, thân tâm an lạc. A Di Đà Phật.